Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Mặt trận thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định, kịp thời hướng dẫn cho các quận, huyện, phường, xã tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm địa phương và đảm bảo công tác phòng chống COVID-19. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với Ủy ban bầu cử thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố nhanh chóng, chặt chẽ. Các hội nghị hiệp thương diễn ra với tinh thần dân chủ, đúng luật, thể hiện sự thống nhất cao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội cho địa phương giới thiệu và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo quy định. Công tác tổ chức lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú được triển khai đồng bộ, đảm bảo số lượng cử tri tham dự. Hoạt động giám sát được triển khai bài bản. Các đoàn giám sát làm việc với tinh thần nghiêm túc, chất lượng. Kết quả, cử tri thành phố đã tích cực tham gia đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,90%. Thưa ủy quyền của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã có quyết định khen thưởng biểu dương 40 tập thể và 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.